top 3 dòng xe mà đang hot nhất trong thị trường hiện tại luôn, thì top 1 là dòng xe AB 125 và AB 160 phân khối ha. Thì hiện tại hôm nay Lý sẽ review cho cả nhà về giá xe của dòng xe AB bao gồm là 125 và 160 phân khối, hiện tại thì giá cả đang có mức giá như thế nào và ưu đãi trong gần cuối năm thì đang có chương trình ra sao, thì mọi người inbox trực tiếp vào Zalo cho em Lý ha. Con số hotline 0346 552 628. Số điện thoại và Zalo Lý có ghi ở dưới màn hình cho cả nhà nha. Mua xe liên hệ trước được hỗ trợ rất nhiều phần quà tặng cũng như là xe lại cho cả nhà nha. Và đầu tiên là về em xe AB 125 phân khối bản Soma D, hiện nay có lên cho cả nhà về em xe màu xám xi măng này. Này màu xám rất là lạ đúng không ạ nha? Nhiều anh chị em hỏi đến là màu xám này cũng giống màu xám bữa sao mà nhìn nó lạ lạ, có một điểm gì lạ đúng không? Thực ra thì hôm nay bên Lý cũng sơn màu xám nhưng mà xám khác cả nhà nha. Xám này xám ghi nha cả nhà, hay còn gọi là xám đậm đó, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì em này đang có mức giá cho anh chị em ha, là màu zin thì cũng có 3 màu là màu xanh bóng này, màu đỏ bóng này, màu đen nhám, là 3 màu zin ha. Hiện tại thì màu zin đang có mức giá cho cả nhà là 40.900, còn màu xanh đây thì thêm cho Luyến 2 triệu là 42.900. Mua xe liên hệ trước được giảm ngay 2 triệu còn có 40.900 thôi ha, đối với màu sơn và 38.900 đối với màu zin ha. Đó là về em xe màu xanh xi măng này. Ngoài ra thì bên Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc nha, anh chị em ở xa mà không ghé được cửa hàng thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo, mua tiền mặt Luyến có hỗ trợ là ship toàn quốc luôn ha. Màu xanh xi măng rất là đẹp luôn, màu này thì sơn lên cũng rất nhiều anh chị em ở xa hỏi này, có nhiều anh chị khách ở tận Nghệ An này, ở Bình Định, ở miền Tây như là Đồng Tháp này, Cà Mau hỏi rất là nhiều về cái màu sắc này rất là đẹp luôn ha. Tới là về em xe màu xám tím đen đây, một màu sắc rất là đẹp cho mọi nhà luôn ha. Màu xám kết hợp với màu tím và màu đen với tem là tem màu cam nha cả nhà, cam đen. Tiếp tới là về màu xanh lục này. Em này là sơn em thứ năm đó cả nhà, bán rất là chạy luôn. Thì mà sơn lên cũng rất nhiều anh chị em hỏi Luyến về màu sơn này. Phía trong ngoài nhưng mà ra anh chị em thích màu gì khác thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo ha. Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng. Chị em muốn sơn độ bất cứ màu nào thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho em Luyến ha. Với mức giá trả trước chỉ cần 5 triệu đồng thôi. Cầm duy nhất 5 triệu đồng mà có cái công dân thôi ha là có thể mua trả góp được rồi. Còn khách hàng mua tiền mặt thì chỉ có mức giá là 38.900 đến 40.900 tùy phiên bản ha. Liên hệ trước cho Luyến còn được giảm rất là nhiều phần quà tặng cũng như chương trình ưu đãi ha. Cuối cùng là báo giá cho cả nhà về AB 160 hiện tại đã có mức giá cho cả nhà là 54.900 ha. Liên hệ trước cho Luyến được giảm ngay 2 triệu còn 52.900 đối với một em xe AB phiên bản đặc biệt như này ha. Nhanh tay liên hệ cho Luyến để được hỗ trợ ưu đãi cũng như là hỗ trợ rất nhiều phần quà tặng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 này nha. Cảm ơn mọi người.